từ bỏ chính mình để ly hôn với chính mình ngay được khi còn rất nhỏ. Nên mình phải nắm bắt được yêu cầu của nhu cầu của con, và cũng chính là nhu cầu của ta đấy. Đúng rồi, nhu cầu thứ nhất của các con đấy là nhu cầu về tình yêu vô điều kiện. Thì mình phải hiểu cái điều đó. Các con còn có nhu cầu được thể hiện mình. Các con cũng muốn thể hiện mình mà. Đấy là nhu cầu chung của con người, rất là muốn thể hiện mình luôn. Thì mình phải nắm được cái nhu cầu đấy của con. Sự tôn trọng, các con cũng cần được tôn trọng mà. Thì mình phải nắm được tất cả những nhu cầu của con. Ở trong chương trình Cha Mẹ Thông Thái, các anh chị nhé, chúng ta sẽ được học tất cả những nhu cầu thầm kín nhất của con. K.O. Winner is...